Vâng, ngày hôm nay em Việt sẽ tiếp tục mang tới cho các bác với một mẫu xe 5 chỗ gầm cao thực sự vô cùng chất lượng đến từ thương hiệu Kia của Hàn Quốc. Và đặc biệt ở thời điểm hiện tại thì để sở hữu cho mình chiếc xe này thì các bác chúng ta lại chỉ cần bỏ ra cho em chưa đến 400 triệu. Các anh chị đã có thể có một mẫu xe gầm cao 5 chỗ nhập khẩu bản full cao cấp nhất, được trang bị rất là nhiều tính năng và công nghệ. Và quan trọng nhất là em Việt vẫn sẽ cam kết với các bác với chiếc xe này còn nguyên zin nguyên bản, không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích gặp nước và hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ để các anh chúng ta có thể dễ dàng sang tên đổi chủ một cách nhanh gọn. Vậy thì chất lượng cũng như là chi tiết những tính năng của chiếc xe này nó sẽ mang lại cho các bác như thế nào? Thì ngay bây giờ xin mời các bác hãy cùng em dành ít phút để theo dõi và đánh giá tổng thể về một sản phẩm gầm cao 5 chỗ đến từ thương hiệu Kia, mà sau khi xem xong clip chắc chắn là các bác sẽ thấy nó rất xứng đáng với cái số tiền mà em Việt đang chào bán cho em nó ngày hôm nay. Đầu tiên thì các anh chị thể thấy giúp em, phiên bản này thì xe sẽ được trang bị chìa khóa thông minh để nổ start stop. Trên vô lăng thì nó sẽ được trang bị thêm những tính năng như là ga tự động cruise control này. Và các anh chị thể thấy là xe của em thì mới lăn bánh là 10 vạn chuẩn nhá. Đấy, sản xuất năm 2011 mà đến bây giờ thì có nghĩa là mới chạy có 10 vạn, có nghĩa là mỗi năm chủ nhân cũ người ta chưa đến 1 vạn km đâu ạ, rất là ít. Và các anh chị nhìn giúp em này, từ cái khóe vô lăng của nó này. Đấy, ga rất là sần, nó không bị bạc theo thời gian. Đấy, và những phím bấm, những chi tiết các bác có thể thấy đấy, nó vẫn rõ nét. Tại sao xe nhập khẩu lại được ưa thích? Thì có lẽ câu trả lời đó chính là cái chất lượng nó khác với cả xe lắp ráp tại Việt Nam. Vì những dòng xe nhập Hàn như thế này thì các anh chị thấy là so về độ bền bỉ cũng như là về chất lượng thì không hề kém cạnh so với cả những chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật đâu. Còn nói về tính năng thì khẳng định luôn là chiếc xe này thì có thể được mệnh danh là ông vua công nghệ ở thời điểm đó. Phiên bản này của em là bản full 2 cầu nhá. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái gài cầu thì các bác có thể điều chỉnh ở đây này. Đấy, phím gài cầu này. Hỗ trợ đổ đèo và cân bằng từ chống trơn chống trượt. Một kính là kính auto, nhưng các bác có thể thấy là 2011 mà đến bây giờ các cái phím bấm của nó vẫn còn rất là đẹp. Trên khu vực bản tapi cửa thì chúng ta thấy là họ kết hợp giữa các chi tiết nhựa, kết hợp với da và may chỉ nhá, tạo điểm nhấn. Nội thất bên trong của xe này phải nói là thực sự vẫn còn rất là ok các bạn. Một cái màn hình Android đã được chủ nhân cũ nâng cấp lên cho các anh chị. Chúng ta có gương chiếu hậu chống chói chỉnh điện. Được chưa ạ? Và với phiên bản này thì các anh chúng ta còn có sưởi và làm mát ghế lái này. Sưởi ghế phụ nhá. Bên trong này chúng ta sẽ có hai cổng cắm xăng 12V, cổng jack cắm tai nghe và USB. Hệ thống điều hòa của xe thì nó là hai vùng độc lập các anh chị nhìn này. Đó, và chúng ta có thể chỉnh hai mức nhiệt độ khác nhau cho bên phía lái và bên phía phụ. Và cái hệ thống điều hòa của xe thực sự là làm mát rất nhanh, có tính năng là không khí clean air nữa. Quá ok, đúng không ạ? Đặc biệt các anh chị ta sẽ còn có cả cửa sổ trời cho hàng ghế trước và cho cả hàng ghế sau các anh chị nhá. Đấy, trong những ngày đẹp trời như này thì các bác có thể là mở cửa sổ trời ra để ngắm nhìn bầu trời trong những chuyến đi của mình. Đấy, phía dưới là chúng ta có đèn trần này. Đó, vẫn hoạt động cách trơn tru bình thường nhá. Và với phiên bản này thì các anh chị chúng ta sẽ có cả cửa gió điều hòa phía sau. Có thể nói đây là một cái phiên bản mà không phải lúc nào chúng ta cũng thấy. Vâng, cái phiên bản mà có cửa gió điều hòa phía sau này các chị nhá. Nhưng mà con này được trang bị rồi này. Đấy, bản full 2 cầu, được chưa? Nhập khẩu Hàn. Và đây, chất lượng ghế da thì em cũng quay cho các bác hàng ghế sau trước này. Đấy, con này là vẫn là ghế da zin nguyên bản của nó mà các anh chị nhìn giúp em đẹp long lanh. Đương nhiên là ghế da thì nó sẽ xuất hiện theo sau một quãng thời gian sử dụng nó sẽ xuất hiện vết nhăn. Nhưng mà con này các bác có thể thấy là còn rất ok này. Đấy, đúng không ạ? Nó không bị rách, đúng không ạ? Và mà cái form ghế thì có lẽ là chúng ta chỉ cần đánh xi thôi, hoặc là các bác phủ lên một cái lớp áo da là ok. Đấy, chúng ta giữ được cái ghế da zin nguyên bản của xe. Và có thể nói chiếc xe này thì vẫn mang tới chúng ta một cái không gian nội thất hàng ghế sau rất là rộng rãi. Các bác có thể thấy là khoảng để chân dưới hàng ghế. Đấy, thực sự rất là rộng, đúng không ạ? Đó. Vâng. Và con này như em nói là cam kết với các bác là còn nguyên zin nguyên bản nhé. Đây, chúng ta nhìn cho em từ bản tapi cánh cửa này. Đây, từ con ốc bản lề này. Đấy, nguyên zin nguyên bản toàn tập. Và các bác nào cảm thấy chưa yên tâm về chất lượng thì hoàn toàn có thể là đem đi check nhé. Và các bác vẫn có thể là đem đi check hãng trước khi chúng ta giao dịch. Vậy thì chúng ta ngó thêm một chút cái ở phần phía đằng trước thì các bác có thể thấy là với chiếc xe này thì được trang bị ghế lái chỉnh điện luôn nhé. Đó, nội thất ghế da hàng ghế trước thì đây các bác nhìn cho em này. Còn rất là ok này, ghế phụ này. Đó, củ số bọc da nhá. Đây các bác nhìn này. Quá ok luôn, và máy em đang nổ, nhưng mà phải nói là máy nổ nó rất êm, mà chúng ta ngồi bên trong ngay chị sẽ không thấy tiếng động cơ đâu. Đây bản lề đây. Đó, nguyên zin nguyên bản nhá. Một kính auto này, các chi tiết tablo tapi. Và với tầm tiền bây giờ để chúng ta có thể sở hữu cho mình chiếc xe gầm cao này mà giá nó chỉ rơi vào khoảng hơn 360 triệu một tí thôi. Đấy, các bác thấy tem mác đầy đủ hết nhá, từ đốc bản lề này. Đó, zin nguyên bản toàn tập từ A đến Z. Quá ok luôn, đúng không ạ? Vâng, vậy thì trước mặt các anh chị ngày hôm nay thì em Việt sẽ mang tới cho các bác chúng ta với một cái sản phẩm cũng được rất là nhiều người ưa thích đến từ thương hiệu Kia của Hàn Quốc. Một chiếc Kia Sportage phiên bản full.
hai cầu, dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Đấy, sản xuất là năm 2011 và nhập khẩu nguyên con từ Hàn về các chị nhá. Đấy, tất cả tình trạng của xe như em Việt nói đều được cam kết với các bác là còn nguyên zin nguyên bản. Đấy, xe không đâm đụng, không va chạm, không ngập nước và hồ sơ pháp lý là chuẩn chỉ để các chúng ta có thể dễ dàng sang tên đổi chủ trong vòng một nốt nhạc. Vâng, vậy thì ngày hôm nay với cái mức giá là chỉ có 368 triệu để các bác có thể sở hữu cho mình chiếc xe gầm cao 5 chỗ rất chất lượng này, có phải là một mức giá hợp lý hay không? Vậy thì tiếp tục chúng ta cùng em theo dõi chi tiết về chiếc xe này các chị nhé. Có thể nói là với cái ngoại thất của chiếc Kia Sportage thì so với những chiếc xe cùng đời, ví dụ như là Tucson hay Honda CR-V, thì các bác có thể thấy là chiếc Kia Sportage có một ngôn ngữ thiết kế nhìn nó rất hiện đại và trẻ trung, đặc biệt là mặt ca lăng hình mũi hổ đặc trưng của thương hiệu Kia thời điểm đó. Nhưng các bác có thể thấy là hệ thống đèn pha của xe này phải nói là thiết kế cũng rất đẹp mắt đây ạ. Đấy, với bóng đèn bi Victor cũng như là có đèn LED định vị ban ngày bên trong rồi nhá, đèn cầm là đèn halogen. Và đem quay gần này thì các anh chị có thể thấy là vâng, hệ thống đèn pha của nó theo thời gian nhưng mà đến bây giờ vẫn còn trong suốt như pha lê vậy. Và đây chúng ta có thể thấy là kết hợp với những đường gân dập nổi trên phần lắp cabo, phải nói là chiếc xe thực sự đẹp và không bị lỗi thời theo thời gian, đúng không ạ? Đấy, và các anh chị thể nhìn cho em này, quá yêu luôn, kể cả phần đèn gầm bên dưới nhá. Chiếc xe được trang bị la răng đa chấu và được trang bị 4 phanh đĩa để hỗ trợ ABS này. Đấy, có xi nhan là giải đèn LED tích hợp trên gương chiếu hậu, cảm biến khóa mở cửa trên hai cánh cửa trước và tay nắm cửa mạ chrome, bật cửa lên xuống. Có thể nói là với tầm tiền 368 triệu để có thể mua cho mình được một chiếc xe chất lượng như thế này thì phải nói là bây giờ rất hợp lý, đúng không ạ? Vâng, rất hợp lý, chúng ta có một chiếc xe không gian nội thất rộng rãi. Đấy, vâng, mà lại trang bị vô vàn công nghệ tính năng, bản này bản full nhá, rất hiếm. Dẫn động 4 bánh toàn thời gian, lại còn là hai cầu. Vâng, và tiếp tục về phần đuôi về sau, các anh chỉ thấy là chiếc xe được trang bị đèn LED này. Đấy, và em quay gần nhé để các anh chị có thể thấy chất lượng của đèn pha, đèn hậu phía sau của nó còn rất là đẹp này. Và nó liền lạc, nó không có những cái khe hở, kể cả phần đèn xi nhan ở phía dưới đây. Đó, đây là một chiếc Kia Sportage nhé. Và Sportage 2011 nhập khẩu. Chúng ta còn có cảm biến cảnh báo va chạm phía sau. Đây, quay các bác chúng ta cái đèn hậu bên phía này. Đó, các anh chị thấy ok chưa? Và mở luôn cái phần cốp sau nhé để các bác có thể thấy được cái độ rộng rãi của xe này nó mang lại cho chúng ta. Đây các bác này, cốp của nó rất là rộng, đúng không ạ? Đủ chỗ để các chúng ta có thể mang theo vài cái vali. Phía đằng sau này chúng ta có loa trầm này. Đó, và vào đây, nỉ này, rất sạch đẹp luôn nhé. Chủ nhân cũng khá là cẩn thận, mà phía dưới chúng ta có lốp dự phòng. Đấy, đồ đạc kích thay thế này. Và quan trọng nhất thì các bác có thể nhìn cho em cái tôn sắt xi của nó. Đấy, không bị mục mọt theo thời gian. Đúng không ạ? Còn rất là ok đấy ạ. Vâng, rất ok các anh chị nhá. Nguyên zin nguyên bản từ lốc này. Đấy, cái băng như này thì các anh chị đã cảm thấy ok về chất lượng chưa? Đó, và vậy thì ngoại thất chiếc xe thì cũng gần như là các bác về các anh chị ta cũng không phải làm gì hết, từ la răng cho đến sơn xi bên ngoài vì nó cũng còn khá là mới. À, chúng ta chỉ có việc là đổ xăng là chạy thôi. Đổ xăng là chạy thôi các bác nhá. Vậy thì để tiếp có để các bác có thể đánh giá chất lượng chi tiết hơn thì em sẽ mở lắp cabo, chúng ta kiểm tra tới khoang động cơ của nó xem tình trạng của nó ra sao, sau qua dàn dụng được không ạ? Và vậy thì đây ạ, xin mời các anh chị ta có thể cùng em kiểm tra tới khoang động cơ của chiếc Kia Sportage nhập khẩu. Xe Việt đang nổ máy nhưng các bác có thể thấy là tiếng máy nổ thì rất là êm, đúng không ạ? Động cơ 2.0. Đấy, và các bác có thể thấy đây, zin toàn tập cho anh chị ta Z nhé. Đó, con này thì cam kết với các bác là máy số vẫn còn nguyên zin nguyên bản. Đấy, và không đâm đụng, không va chạm, không ngập nước nhá. Máy zin từ rong gần cò luôn. Đó, các bác có thể thấy là máy nổ cực kỳ êm và khả năng vận hành xe này thì các bác có thể lượn xuống để trải nghiệm. Đó, các bác thấy động cơ máy xăng 2.0 thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó rơi khoảng vào khoảng 7,5 lít cho đến 8 lít trong 100 km đường hỗn hợp, không có quá nhiều đâu ạ. Và các anh chị thấy là kể cả cái chi tiết trên cabo này là vẫn đẹp long lanh như này. Đây. Đó, các bác thấy ok chưa? Vâng, vậy thì với mức giá rẻ chỉ có 368 triệu cho chiếc xe Kia Sportage nhập khẩu 2011 bản full đang có mặt tại showroom của em Việt. Bác nào yêu mến quan tâm và mong muốn tư vấn về chiếc xe này thì các anh chúng ta hãy nhấc máy và alo cho em nhé, theo hotline 0968 22 859 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chi tiết về những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ, đúng không ạ? Và một lần nữa thì cảm ơn các chị đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay của kênh YouTube Việt Xe Chất. Chúc các anh chị một ngày mới thật vui vẻ và ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới về tại showroom của bên em.